Thank you.
Oh, hello, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay mình câu được con cá quá trời bự luôn nha. Trophy combo Catfish 81 kg. Vậy là mình vừa hoàn thành một cái mục tiêu để thực hiện cái trophy Catfish 2 nha các bạn. Rofish G-Bat. Hay chưa? Thấy hay chưa? Lợi hại chưa? Ha, bây giờ chụp hình cái coi. Ok. Rồi, đã quá. Ok. À, 81 kg nha các bạn, đây nha. Để cho các bạn coi nè. Đó. Đó là chỗ này đây nha các bạn. Địa điểm đó là đây. Đấy, địa điểm đó là chỗ này nha. Đây là có cái marker của nó nè. Lần trước mình câu được trophy Camba Catfish nó tới 89 kg. Ok. Rồi.
Hello, xin chào các bạn nha. Mình vừa là bỏ lỡ một cái video, một cái khoảnh khắc mà mình câu con catfish nha các bạn. Ghi đẹp catfish 30 kg nha. Đây, cho các bạn coi là mình vừa mới câu xong đây. Đấy. Đây, con catfish 30 kg nha các bạn. Vậy sau khi mình câu xong con catfish 30 kg đó, 37 kg nè. Con này nè, đó, con này nè, mình vừa sẽ câu xong nè. Trophy catfish, ghi đẹp catfish nè, anh áo 37 kg nè, 37 kg nè. Đó, cho nên là mình câu vừa xong con đó thì mình cũng đã hoàn thành cái mission nè. Mình đã hoàn thành cái mission mình mastering rồi nha các bạn. Đây đó, mà trophy Crayfish 2 đây, mình đã hoàn thành rồi đây. Mới vừa hoàn thành cái chat luôn, nhưng mà do mình nhấn lộn cái phím cho nên là mình tưởng là mình lưu màn hình. Mình tưởng là mình lưu video, ai nhẹ đâu là video nó không có lưu. Nè, mình vừa chụp hình lại nữa nè. Thấy không? Chụp hình lại cái con catfish đó mình bắt được nè. Thấy không? Đó, đây một tấm nữa nè. Đó, hai, còn hai tấm nè. Thấy thấy chưa? Đó, mình chụp được hai tấm nè, đây nè, chụp được cái tấm mình hoàn thành mission nè. Thấy không? Trophy Crayfish nè. Thấy không? Cái tấm này mình chưa lưu nữa nha các bạn, mới mình mới chuyển sang bát nè, bây giờ mình xem là lưu lại nè. Đó, mình lưu lại tên gì nè. Thấy không? Đó, nó kêu mình lưu lại tên gì nè, mình vô đây mình đổi tên thôi nè. Đó, đây mình đổi tên thôi. Đó, đây mission nè. Đó, thấy không? Trophy Crayfish by nè, thấy không? Mình đổi lại mission là finish nè, finish nè, thấy không? Finish mission nè. Ok. Đó, giờ bây giờ mình mới lưu lại đó nha các bạn. Nãy mình mới chụp màn hình đó. Đó, cái video mình không thể quay được. Bây giờ nên cái video đó mình nhấn nút F12 để quay lên màn hình đó. Mà mình đang quay màn hình mà mình không hay. Cho nên khi mà mình nhấn lại F12 á thì nó hiểu là đây. Đây nó hiểu đây. Đây là nó hiểu là mình tắt. Ok. Đó. Hả? Trời. Đâu mà kỳ vậy? Ấy chưa, mình nhấn cái nút rồi F12 lên thì là cái lúc đó mình đã xong rồi. Mình tưởng đâu là mình nhấn F12 là tắt, ai nhà nó nhấn F12 là mình quay lại cái trong khi đó nó đã câu xong rồi nó mới quay lại. Thấy không? Còn cái clip này nè, clip này là câu dính nè. Đó, clip này là câu dính nè. Nhưng là 2/3. Không ai cấp gì mà cái vấn đề này. Đó, cái clip này câu dính nè. Đó, thì lại lúc này là lúc mà mình tắt. Lúc này mình nhấn F12 là mình tưởng là mình ghi hình thì mình tắt. Mình tắt, mình không ghi hình cái quá trình mà mình câu dính cái con cá đó. Đó, cho nên là thiệt là xui xẻo là không thể nào quay cho các bạn thấy được cái mà lúc mình câu con catfish đó nha các bạn. Đó, mình đã cho các bạn coi ở trên game á, là mình cũng đã hoàn thành mission rồi nè. Cho các bạn coi ở trên cái lưu, vừa lưu cái chat là lưu màn hình, mình mới chụp màn hình mình mới lưu cái file đó lại. Đó, mình cũng mới vừa lưu mà file đó là xong. Đây, mình cũng mới vừa câu nó xong đây. Thậm chí là bây giờ mình vô game nha, vô game mình nhấn M nha. Đó, thì vừa câu xong đây. Mình sẽ vừa câu xong cái con đó đây. Đâu, cái con này là con ấy, mình bỏ cái con nào mà không cần thiết này. Cái con này 19 kg nè, không cần thiết nè, mình bỏ đi. Không. Và bây giờ mình gắn lại cái con vừa câu xong này nha. The mark for the last fish nè. Đó, mình Z nè. Thì nó hiện ra con 37 kg mình vừa câu xong nè nha các bạn nữa. Thấy không? Đấy. Đó, giờ cái con mình vừa câu xong là 37 kg đó, cũng hoàn thành cái mission luôn rồi đó. Đó, mà tức nổi là mình không ghi video đó là được, thật nó qua cái khoảnh khắc đó rồi. Mình rất là tức nha các bạn. Thôi kệ nó, dù sao mình cũng đã hoàn thành cái mission rồi. Đây. Vừa hoàn thành xong mission rồi. Đó, Mastering mình đã hoàn thành mission đó rồi. Đó, rất là vui nha các bạn. Vừa xong ở Makumaku 30 kg này. Đó, cho nên hoàn thành mission đó rồi. Ok. Đây, nó đây. Cái mission là complete đây. Đó. Ok rồi, xin chào các bạn nha.